thất đồ gỗ màu trắng và 5 vấn đề bạn cần biết. Nội thất đồ gỗ màu trắng luôn là lựa chọn yêu thích của các gia đình, nhưng bạn có biết chúng có khá nhiều vấn đề mà bạn cần quan tâm không? Để Vitesky cũng chia sẻ nhé. Hiện nay, khá nhiều căn hộ chọn nội thất đồ gỗ màu trắng để trang trí bởi vẻ đẹp đơn và đơn giản của chúng, làm căn nhà của bạn trở nên tinh tế và sang trọng hơn. Bên cạnh những ưu điểm đó thì chúng có 5 vấn đề mà bạn cần chú ý và khắc phục để không làm mất đi vẻ đẹp của nội thất. 1. Bụi tích tụ. Việc bụi tích tụ trong đồ gỗ nội thất không có gì là ngạc nhiên, nhưng với những nội thất đồ gỗ màu trắng là rất dễ bị phát hiện nhất và làm cho chúng trở nên cũ kỹ hơn. Giải pháp là để làm sạch bụi bám quanh nội thất, bạn chỉ cần dùng một miếng vải sạch được làm ẩm, sau đó sử dụng chúng tiến hành lau sạch bụi là xong. Với nấm mốc xuất hiện trên đồ gỗ. Nấm mốc thường xuất hiện trên đồ nội thất đồ gỗ khi không khí có độ ẩm cao. Nó không những làm hại đồ đạc mà còn gây mùi mốc khó chịu, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người thân trong gia đình. Bạn nên trộn hỗn hợp tỷ lệ một chén giấm trắng vào một chén nước ấm và bình xịt và phun lên đồ gỗ nội thất màu trắng bị mốc. Để từ 3 đến 5 phút, giấm trắng sẽ tự động loại bỏ nấm mốc. Vết xước. Vết xước xuất hiện trên đồ gỗ nội thất làm chúng giảm đi giá trị. Bạn có thể sử dụng hóa chất đánh bóng đồ gỗ, nhúng một miếng vải sạch và dung dịch và chà sát lên vùng đồ gỗ bị trầy xước. Hóa chất này sẽ tạo ra một dung môi bảo hòa lên đồ gỗ, làm mờ, mất đi những vết trầy xước đó. Tróc sơn. Với những đồ gỗ nội thất có màu trắng lâu năm thì thường có hiện tượng tróc sơn. Cách phổ biến nhất mà mọi người thường sử dụng là mua một hộp sơn màu trắng và sơn lại những vết chỗ bị tróc, nội thất sẽ được trông như mới. Vết ố. Dính vết ố làm đồ đạc trông cũ kỹ hơn, để càng lâu thì việc tẩy rửa càng khó khăn. Do đó, khi phát hiện vết ố trên bề mặt gỗ nội thất, bạn cần xử lý chúng ngay lập tức. Bạn có thể cắt một lát chanh mỏng, chà sát lên khu vực vết ố, sau đó sử dụng khăn giấy lau sạch. Giữ gìn đồ gỗ nội thất trắng cẩn thận, làm căn nhà của bạn sẽ trông sẽ mới và sang trọng hơn. Hãy áp dụng những giải pháp mà Vitesky đưa ra ở trên để đồ gỗ của mình luôn được tươi mới, tạo vẻ sang trọng và đẹp mắt cho căn nhà của mình nhé. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Vitesky để cập nhật những mẹo vặt mới nhất và bổ ích nhất trong cuộc sống hàng ngày của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.